Hello, mến chào anh em ha, đi đến đây nha, gặp chiếc máy cày màu đỏ đỏ nè. Con này con MF hả ta? Hình như Massey Ferguson đó nè. Để gần gần xem coi dòng nào ha. Mời cho anh em mình xem. Máy cày MF qua bờ luôn. Qua dọc bờ luôn anh em ơi. Nó đang chở rơm. Anh em thấy không? Chở rơm ha. Đấy, đây nè. Các bạn nó hỏi mấy cài mà quay cái chi? Giác không quay hả? Quay mấy cài hả? Con này là MF165 nha anh em. Con này anh xài dữ lắm mà. Con này nó cổ theo thời gian ha. Năm nay ở đây trồng lúa không ha, không chơi trồng mì nữa ha. Lúa xong rồi nó trồng gì nữa ta, lúa nữa hả? Ờ. Chứ giờ lỡ cỡ rồi là sao trồng mì được. Cái này thấy là con chiếc này là MF165 nha. Con này 4 máy. Con này 4 máy này này. Máy chạy cái chiếc mạng đó. Rồi. Sức một đèn luôn nè. Sức một đèn. MF165. Ồ, con này cái thân nó bự dữ. Đó, lúa thu hoạch quá chừng mà thiếu công giác ha. Thấy mấy chỗ mới cắt bao lúa nhóc luôn mà không có người giác. Ở ngoài suối đó đó. Không có công giác. Không có công giác luôn đúng không? Cày MF165 đó nè. Vậy tính ra mấy anh mùa này là đắt chứ đúng không? Nhiều người mướn. Ở bên kia thấy không có công giác luôn á. Trời ơi. Mấy cày vô đậu mà nửa tiếng không thấy nào lỡ giác hết à. Thấy cả trăm bao mà chưa thấy giác. Chưa đâu, nắng này nó bết. Vậy hả? Đó này em xem nè. MF165 ha. Vỏ này vỏ mấy ta? Vỏ này chắc 18-430 nè anh em. Bánh cái 18-430. Bánh trước. Đây, con này cổ rồi. Cổ thôi thời gian, máy móc của nó. Ồ, cũng còn khô khô chứ không đánh đổi ha. Đó, anh em thấy không? MF165. Trên đây thì mấy cây cổ nhiều nè, mà xe bền á, dòng này đỡ tốn dầu đó. Thì nhà cũng quay có khi là gặp mấy cây mới siêu phẩm, có khi thì quay mấy cây cổ ha. Đó, có gì quay đó. Con này là một cầu nữa nè, một giò nó nè, thấy không? Cây một cầu ha. Đây lên. Con này chạy chắc như mười mấy 20 năm gì đó. Đó, với lại cái độ mới nó tùy theo người xài nữa. Đó, trên thì cũng hàng bị sét rồi. Để ngoài mưa ngoài gió thì nó sét thôi. Đó, nên thấy không? Cây cây lên. Để cái đường dòng nữa không? Cái bô khắc nghẹt luôn. Bô chắc nghẹt luôn này nè. Bô khét luôn. Xét. Bánh bọng của nó. Đó,
Đấy luôn. Đấy luôn em ơi. Cuộn rơm này chắc cũng chừng 30-40 kg một cuộn nha anh em. Rơm 30-40 kg một cuộn. Đó, anh em thấy không? Cuộn này có 30-40 kg không? Đâu có. Nhẹ dữ vậy hả? Bữa quay mấy anh dắt dây đậu phộng nó nói gì 50 kg á. Dữ vậy hả? Nói đậu phộng nặng hơn rơm. Cái này trung bình nó là 13 kg. À, nói tôi tưởng 50-60 kg mà dắt cờ cờ chứ. Trời ơi, nổi nha. Đây làm sao? Nó phải cầm lên. MF165. Con này chạy chuyến mã ha. Ngon lành, thành đao. Ngon lành, ngon lành. Bốn máy nha nè, bốn máy rồi, đợi luôn khổ quá. Đợi luôn nè, gặp luôn. Trời này là nắng gắt nha nè, nhưng mà được cái lên thành thì nó đẹp ha. Đây, qua đây luôn. Đây qua đây. Chú mã, chú mã. Ồ, cái mọt này là mọt tự chế nha. Mọt này có bên nhớt. Đó, mọt này rẻ thôi, tự chế. Bên nhớt rẻ. Nếu muốn thì có thể chế một cái ha. Cái này khỏe rồi ha. Con làm cành đào luôn. Thấy luôn. Thấy luôn em trai. Thấy luôn. Ôi. Đầu giá thì trời nó có 10 mấy kg anh em ơi. Không phải là 40-50 kg đâu. Một cái giác gì nổi ha. À, mình thấy không? Bên đây. Ok. Chúng xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nhiều nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn khỏe và nhiều niềm vui trong công việc cũng như cuộc sống mình nha. Bye bye.